học trước các em đã biết cách tính đạo hàm của hàm hợp. Nghĩa là không phải chúng ta chỉ tính đạo hàm của các hàm cơ bản hay là các phép cộng trừ nhân chia của chúng, mà thậm chí chúng ta đã biết cách tính đạo hàm của các cái hàm hợp, là những cái hàm mà nó lồng vào nhau, nó phức tạp hơn. Nhưng mà những bài trước chúng ta cũng chỉ đi qua những cái hàm số như là đa thức, phân thức, rồi là hàm bậc hữu tự căn bậc hai, rồi là hàm nhân chia của chúng. Và một trong những cái loại hàm số mà rất phổ biến mà chúng ta cũng đề cập trong cái chương trình của lớp 11 và lớp 12 sau này, đó là hàm số lượng giác. Và vì vậy chúng ta sẽ đi qua bài 3, đó là đạo hàm của hàm số lượng giác. Như vậy thì về tính chất đạo hàm thì nó cũng là cái kiến thức mà chúng ta đã học từ bài 1 về định nghĩa đạo hàm. Tuy nhiên đối với hàm số lượng giác thì chúng ta có một số cái công thức đạo hàm cơ bản mà các em có thể vận dụng nó, và sau đó sử dụng các quy tắc đạo hàm như là tổng hiệu, tích thương, rồi là hàm hàm hợp, thì các em sẽ tính được đạo hàm của nhiều cái hàm số lượng giác khác nhau. Vậy thì để ra bài này thì các em phải nắm một số cái công thức cơ bản về đạo hàm của hàm số lượng giác. Thứ nhất đó là đạo hàm của hàm sin. Thì hàm sin thì các em có một cái công thức như vậy này. Sin x đạo hàm. Sin x này đạo hàm. Thì sin đạo hàm thì nó sẽ bằng là cos x. Và chúng ta mở rộng này ra, nếu mà là sin u là chúng ta dùng công thức đạo hàm hàm hợp. Sin u và đạo hàm thì nó sẽ bằng thành là cos u, và sau đó nhân với u đạo hàm. Thì rồi tiếp hai là đạo hàm hàm sin, thì chúng ta lại có tiếp là đạo hàm hàm cos. Hàm cos thì các em này cũng có một cái công thức là gì? Cos x đạo hàm thì bằng trừ sin x. Và như vậy các em mở rộng ra là cos u mà đạo hàm thì nó cũng bằng trừ sin u nhưng với u đạo hàm. Cái đây là đạo hàm hàm hợp. Như vậy nếu sin cos một biểu thức nào đó thì cũng bằng là sin u nhưng với u đạo hàm. Công thức thứ ba là đạo hàm của hàm tan. Đạo hàm của cái hàm tan thì chúng ta có một cái công thức là gì? Tan x đạo hàm. Tan x đạo hàm thì nó sẽ bằng là 1 trên cho cos bình phương x. Cái này các em cũng học thuộc thôi. Hay là 1 cộng với tan bình phương x. Còn lại là tương tự như thế thì chúng ta có tan u đạo hàm. Nó sẽ bằng 1 chia cho cos bình phương u nhân với u đạo hàm. Và tương tự như vậy nó sẽ bằng 1 cộng tan bình phương u nhân với u đạo hàm. Thì nhớ là chúng ta luôn có cái u đạo hàm nếu như hàm hợp. Rồi, cái công thức thứ tư các em cũng phải nắm thử, đó là đạo hàm của hàm cotan. Hàm cotan có nghĩa là cotan của x mà đạo hàm thì nó cũng tương tự như thế này nè. Hồi nãy đây là 1 chia cos bình thì giờ là 1 trừ 1 chia sin bình. Và các em có thể gom lại thành là trừ 1 cộng với cotan bình phương x. Và tương tự như vậy thì các em cũng có thể có là cotan u đạo hàm. Thì nó cũng bằng trừ 1 chia cho sin bình phương u nhưng mà với u đạo hàm. Và tương tự nó cũng bằng những biểu thức này nhưng với u đạo hàm. Thì đây là các cái công thức mà các em thấy là chúng ta vận dụng nó để chúng ta giải các cái bài toán liên quan tới tính đạo hàm của hàm số lượng giác. Ở đây thầy cũng nhắc các em một cái định lý mà trong cái phần lượng giác này rất là quan trọng, chúng ta sẽ sử dụng sau này. Cái định lý là người ta cho chúng ta như này, sin, người ta đã chứng minh được là ln của sin x chia x khi x tiến tới 0 thì bằng 1. Và tương tự như vậy thì ln của sin u chia cho u khi u này mà tiến tới 0 nó cũng bằng 1. Thì chúng ta sẽ dùng định lý này cho những cái bài toán về tìm giới hạn sau. Còn trong hôm nay chúng ta đi với cái vấn đề thứ nhất, đó là tính đạo hàm của hàm số lượng giác. Thì chúng ta chỉ việc thuộc bốn cái công thức này.
Thực ra hai cái này thì nó bản chất giống nhau các em ha, chỉ cần thuộc một cái thì chúng ta suy ra được cái kia, cho nên thực chất là bốn sin cos tan và cotan thôi. Như vậy thì các em chỉ cần nhớ này, đạo hàm sin thì thành cos, đạo hàm cos thì bằng trừ sin, đạo hàm tan thì bằng một trên cos bình, và đạo hàm cotan thì bằng trừ một trên sin bình. Ta chỉ cần nhớ bốn cái này và hiểu được cái công thức của hàm hợp thì các em có được các cái công thức về đạo hàm về cơ bản về lượng giác, và các em cứ vận dụng nó thôi. Và các cái quy tắc tính đạo hàm thì các em có thể là tính được đạo hàm của tất cả các hàm số lượng giác. Rồi bây giờ để củng cố cái nội dung này thì các em qua cái phần bài tập áp dụng các em sẽ thấy rất là rõ ha.